Xin chào buổi sáng tất cả cả nhà nha. Hôm nay là ngày ra quân của Úc Xu nè cả nhà. Đây là quang cảnh buổi sáng ở trung tâm giáo dục quốc phòng nè cả nhà. Chào Úc Xu. Cái này đi đi củ bị về cái. Tưởng đâu mới đi nước ngoài về. Sáng nay về sớm hả? Nãy Úc Xu được ra quân nữa nè. Cái con gì vậy, diễn văn nghệ được hả? Đâu mấy bạn đâu hết rồi. Đó, tập trung ở đó là hả? Đó, mấy bé giờ cũng đi về, chuẩn bị đi về nè cả nhà. Hôm nay ra quân đồng loạt luôn hả? Xíu nữa hai chạy vô đó. Xíu nữa anh hai tưởng xe đậu vô đó, hai chạy vô đó. Đâu tập trung đâu ngoài kia hả? Được, anh hai kéo cho. Đợi cái đó, đợi cái kia đi. Có chia tay ăn uống gì chưa? Đúng mấy em. Nè, đây là bạn của Úc Xu rồi cả nhà ơi. Lô mấy em, khỏe ha, mấy em khỏe không? Khỏe. Sao? Khỏe nhưng mà em quá trời muốn đi về rồi. Vậy hả? Nôn quá phải không? Giờ là chụp hình xong là đi về liền. Tối qua diễn văn nghệ ok không? Dạ quá ok. Ok hả? Đây là mấy bạn cũng chuẩn bị về nè cả nhà. Ok. Ship đâu? Chỉ quy trưởng hả? Đây là lớp của Úc Xu rồi cả nhà ơi. Bây giờ là giây phút chia tay rồi cả nhà ơi. Ủa, bạn có một con gấu gì đó hả? Tiêu là trưởng phải không? Làm lại. Sếp em Huệ Lý Sa. Sếp em rất nhiệt tình. Làm việc luôn hết mình. Hay. Chúc em cầm sếp cơ. Hoàng Vinh nè, Hoàng Vinh bên nhóm hai tiểu đội khác hả? Dạ, mình còn học chung mà, yên tâm. Chớp ca, chớp với nhóm Hoàng Vinh. Ok. Là nhóm của Hảo nè cả nhà. Được không anh hai chụp cho? Đây mấy bé cũng chuẩn bị về nè cả nhà. Đầy đủ hết rồi. Bên kia chưa đông lắm cả nhà. Bên kia là mấy anh chuẩn bị về. An Giang luôn hả?
đây là Út Vượng. Út Vượng. Út Vượng chia da xuống giường em. Bye bye các nhà. Bye bye. Rồi. Giờ mấy em chia tay rồi, chụp hình rồi cả nhà. Rồi bye bye mấy em nha, anh về nè. Biệt Quang Vinh nè, biệt mấy em nha. Đây. Giờ ra xe chở Úc Xu về cả nhà ơi. Còn gì nữa không, đồ có gì nữa không? Hai ngày chào cả nhà. Chưa đặt được Grab hả? Đi tới đâu anh chở ra tới đầu đường cho. Mấy em tạm biệt nhau cả nhà. Rồi kéo để anh Hai kéo thùng ra cho. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hả anh em đi rước Út Xu về á, xong rồi tới giờ trưa rồi cả nhà đi ăn trưa luôn ông bà cô chú. Tại bữa giờ Út Xu đi học á nên là bữa nay dẫn Út Xu đi ăn ngon bữa. Dẫu Út Xu thích kêu món gì kêu đúng Út Xu. Mua là nãy giờ đi trên xe ngủ. Chào mặt chú ơi. Mặt ngủ mới xuống xe cái thích đó, nên là cũng còn hơi đê đê. Nhìn Út Xu quá hả? Thấy Út Xu lão quá hả? Lâu quá mới gặp hả? Cười kìa. Đây có cá. Bữa nay là ông bà cô chú gặp lại Út Xu rồi đó, sau gần một tháng trời. Trời đi vòng vệ sinh. Sáng là Út Xu bỏ ăn sáng luôn ông bà cô chú để đi về á. Muốn kêu cá gì? Nhiều món lắm, mình thích món nào kêu? Giờ kêu vài món thì Út Xu kêu vậy. À, em thì sẽ kêu bụng cá hồi, thịt cá hồi. Xu ăn gì? Một phần bụng, một phần thịt. Dạ. Xu thích ăn cá gì nữa? Cái chích với một phần cái chích. Cái đó hả? Bụng cá ngừ. Bùn cũng kêu kìa. Bùn cũng là dọn cái kêu món đó hả? Chưa có ăn được. Quá nhiều món. Em cũng cầm đũa hả? Cầm đũa để em ăn đó hả? Chị cũng không biết nữa. Cá tiết hả? Phải cá tiết không? Không biết. Có để tên không? Không, để tiếng Anh không mà đâu biết rồi. Mang dọc lên dốt nữa. Hay là con cá đỏ trên vậy? Không biết nữa, hình như là thịt con cá này cắt ra hay gì á. Phải người ta giới thiệu mình mới biết. Em ơi.
xào. Cái đó ngon lắm, mà xôi nó ông thích ăn lắm á. Rồi qua đây còn nhiều lắm nè. Đó tới phần này nướng. Rồi xong rồi tới cơm cuộn nữa nè. Em thích ăn lương gì đó, anh kêu đó quá trời luôn. Nhiều món lắm. Nhiều hơn em Mon. Rồi em kêu luôn đi. Dạ cho em một phần bụng cá hồi, một phần thịt cá hồi. Loại bình thường á chị. Dạ. Rồi nãy em kêu cá gì nữa Su? Với một phần cá chích. Rồi tới cái cá nào nãy em kêu anh chỉ hình đi. Là nó đâu chị? Nguyên con nó bự không chị? Hay là nó chỉ còn cái còi không, hay là nó có thịt nữa? Là cái thịt của nó. Nguyên con bự luôn. Thu muốn thử con đó không? Vậy thôi cho em thử phun luôn phần này. Vậy hả? Dạ vậy thôi. Với cho em một cái phần hào này. Bữa giờ Út Su đi học vui không Út Su? Vui. Chia sẻ. Cái lộn giữ như vậy. Chúng ta học chung là cái lộn á. Ở trong nó có cái nhị giống như là cái hạt sen vậy. Đắng đắng. Đắng đắng nhưng mà bùi bùi dẻo dẻo. Cũng ngon. Em muốn muốn không? Để cho một hạt cầm trên thôi nha. Muốn biết bóc rồi đó. Kìa từ từ bóc mà. Nguyên chọn mời cô chú yên. Nguyên nè. Nguyên đang bóc á. Thèm quá. Nguyên thèm dữ. Thèm dữ nút cái nấm. Giờ mình trộn lên. Trong đây thôi có cải xà lách, cải mầm, cải gót, có mực, có cá hồi nữa, có tôi có cà, có nhiều thứ. Này mình gọi là salad thập cẩm đi. Nước sốt cũng nghe thơm ha. Ở trên này có cái quán gà con bánh xù của chị dẫn hai đi ăn ngon. Chị phải bảo đi, gà chị dẫn. Không biết. Cái Hàn Quốc gì hết. Gà chiên nữa. Gà chiên rồi, cái cuộn phô mai. Bữa nay mẹ đi Tây Ninh chơi với mấy dì không bà cô chú, anh mai mẹ mới về. Lễ này là lễ lớn của bên đạo mẹ. Tại vì ở đây xa quá à, nên là hả Linh không có ẩm Quân đi được, không thôi là hả ẩm Quân đi theo chơi vậy. Lớn lắm. Lễ ở chỗ lớn lắm không bà cô chú. Vui lắm. Mẹ nói vui lắm. Năm nào mẹ cũng đi với mấy dì hết á. Rồi bây giờ mời ông bà cô chú cùng thưởng thức bữa tiệc chào mừng bé Su trở về. Em muốn ăn kìa. Em mời cô chú các bạn. Em để đây chị ăn chị gấp. Đây là wasabi. Wasabi mình sẽ bỏ vô cái nước tương để chấm. Rồi cảm ơn Út Su. Wasabi này nó nồng, nó thơm lắm. Người ta bào từ cũ á. Nè Út Su, wasabi nè em. Rồi mời ông bà cô chú các bạn nha.
Mình thử salad trước. Salad cũng vừa ăn lắm mọi người chú các bạn. Dạ anh cảm ơn. Muốn thèm quá ăn cái nấm. Được quá. Rồi thử cái này là cơm cuộn cá hồi. Để Út Xù thử. Cái này cũng ngon lắm. Cái này là một cục cơm bự luôn mà cô chú các bạn. Này mình phải ăn lần nguyên cục không mà cô chú? Đó mới mới ngon. Béo lắm. Béo không? Béo ngậy luôn mà cô chú các bạn. Ngon quá. Toàn Hiệp muốn dọn. Mời ông bà cô chú ăn miếng xà lách nha. Xà lách thì có cải, cải xanh, cà gót, cải xà lách. Ăn cá thì xù cho nó tươi. Để lâu quá nó không tươi. Ngon quá. Buồn thèm á. Cảm ơn xù. Giờ mình thử miếng cá chích. Cái phần này thì thịt cá nó ít, chỉ có trứng nó nhiều, ăn nó giòn giòn. Ăn như ăn con biển vậy. Sụp 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 sụp. Xuất sắc luôn không? Mời các bạn ơi, anh ăn cá đi. Hồi nãy giờ anh đang quay phim, giờ anh đang thưởng thức. Mời cả nhà nha. Sashimi cá hồi nè. Chấm nhiều, em thích chấm ngập ngập nha cả nhà. Cả nhà nha. Béo. Đây chị em ăn đi, nhiều hơn nữa. Nãy giờ em cái xô ăn nhiều rồi. Đang thử cá màu trắng thử. Cái này hả? Màu trắng á. Cái này hả? Cá tuyết. Chấm nhiều cái này. Người ta chấm mới ngập vậy. Muốn gặp Quỳnh nè. Quỳnh nè. Quỳnh ơi, nhanh nhìn năm nhanh chồng rồi cô chú đi. Nè, bữa nay Quỳnh đi ăn với Út Xù á. Bữa nay Út Xù về á. Cầm cái dĩa giờ. Bữa nay Út Xù về á, dẫn Út Xù đi ăn á. Con chưa ăn được. Con ngồi con chơi không à. Ừ. Đây. Chọn bà cô chú đi. Giơ tay lên.
xin chào bé Muôn, xin chào. Bé Muôn xin chào em. Xin chào, xin chào bé Muôn, xin chào. Mời ông bà cô chú cơm cá hồi. Cơm cá hồi. Chấm vô, nên có bỏ qua sò bì không này à, nên là chấm thẳng vô. Ngon lắm luôn mà cô chú ơi. Cá tươi gạo dẻo. Ừ. Cho nó ngọt ngọt. Nó đường béo kìa. Nhìn nó xô quá hả? Nó xô về nhưng mà không có lạ. Em mời cả nhà con Hào nha. Con Hào cuối cùng. Ui. Béo lắm cái này. Bỏ miếng này vô. Nè, nó có nước tương sẵn trong đây, gia vị sẵn rồi cả nhà. Mời cả nhà nha. Nêm nêm cá, cá tôm. Em ơi, em đang giờ gì đó? Cái gì đi. Tôm tích tôm bự ghê em ha. Có hồ hải sản tươi sống luôn. Hôm nay, cái gì đi. Chin. Cái miệng mắc cười á vậy. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Lấy cái đi, lấy cái đi. Đây là chỗ hôm nay mà cả nhà Linh ăn nè. Bây giờ ăn xong rồi Linh sẽ đi mua mít. Đây là đường xá Sài Gòn. Giờ này chiều luôn rồi. Chiều là giờ kẹt xe. Đây là em Muôn với Úc Xu. Muôn ơi, ngủ hả? Ngủ hả thức vậy? Cười. Đi chơi vui không? Vui hả? Trái vậy ơi. Anh đi theo đường đi. Tại cái mic của Linh bị hư rồi, bây giờ anh đang dẫn Linh đi mua cái mic mới nữa. Rồi về tại sẵn lên Sài Gòn rồi đi mua luôn. Mic đó hả chị, em tưởng đâu mua chiếc mic. Yeah.
Cười nói chuyện gì vậy? Gì vậy? Vui dữ gì đó hả? Lên xe đi chơi là muốn phái lắm ạ. À.